Hello các bạn, mình đây, Bảo đẹp trai, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Mình quên mất. Ngày hôm nay thì mình đang tính đi vô Messi các bạn, và mình có một cái ý tưởng là mình sẽ dùng mã tấu. Rồi hồi lúc trước mình đi siêu thị, mình có thấy ở trong cái tiệm mua đồ gia dụng á, nó có cái mã tấu á các bạn, mình không biết là bây giờ trong Messi có không. Thì mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là chiếm tất cả mọi thứ bằng mã tấu, xem coi là sát thương của cái mã tấu đó nó khỏe như thế nào nha các bạn. Mình đã có mặt ở trong Messi đó các bạn, thấy rất là đẹp luôn. Trang trí Noel ngày hôm nay rất là đẹp nha, đồ Noel được cái thứ kiểu. Mình đang đi vô qua bên đồ gia dụng thì mình thấy ở dưới siêu thị Cúp Mắc, ở dưới Vũng Tàu thì nó có bán mã tấu nha các bạn. Còn ở trên đây thì thằng Mộc Mon nó kêu là không có. Mộc Mon mình có đi chung với Mộc Mon nữa, chúc các bạn sẽ thấy Mộc Mon nha. Ở đây thì mình thấy toàn là ấm nồi niếc nè, rồi xong rồi còn cái chỗ dao, chỗ nào ta? Dao ice, vừa nói luôn, đây nè. Đây chỗ dao đây các bạn ơi. Này dao phay nha. Này dao của Michael Myers đây. Dao chặt heo đây. Ok, con dao phay nhìn ghê quá. Mà tấu đâu, mà tấu đâu? Có không ta? Nghĩ chắc có chứ đúng không? Đây rất là nhiều loại dao luôn các bạn ơi. Và một hộ, mình thấy có nguyên một bộ này nè. Nguyên một bộ này là nó có đầy đủ dao đó, nhưng mà nó bị lệch rồi, có 100 ngàn nè các bạn. Thì ở đây nó có một con dao này rất là đẹp luôn, 189 ngàn. Đây con dao này đẹp chưa? Nhưng mà có một điều đặc biệt hơn là không có mã tấu. Không có mã tấu các bạn ơi. Con dao nhỏ này thì có nè. Nhưng mà đây, mình phát hiện ra một điều. Trời ơi, con dao này cực kỳ giống như dao của Chef The Killer luôn nè. Đẹp không? Đẹp không các bạn? Rất đẹp luôn nha. Một là của Chef The Killer, hai là của Michael Myers, dao cực kỳ đẹp luôn. Các bạn thấy giống kiểu như mà mình chơi trò chém cho trái cây không? Cái này chơi chị. Đây mình có mua thêm cái hộp này nha. Đây là anh dao nè, đó. Yeah, mình đã trở thành tiếp tục Chef The Killer đó các bạn ơi. Tại vì mình muốn là hóa trang Chef The Killer để có gì á. Chút hồi mình sẽ dùng con dao của Chef The Killer, sau đó mình sẽ chém tất cả mọi thứ. Ban đầu mình nghĩ rằng là mình sẽ làm cái mã tấu, nhưng mà ở trong đó không có cái mã tấu, chỉ có cái con dao thôi, cho nên là mình đã nghĩ đến Chef The Killer. Nhưng mà con dao đó rất là đẹp các bạn ơi. Chút nữa mình thử xuống rồi xem cái độ sắc bén của nó như thế nào nha. Yeah các bạn ơi, thì đây chính là tất cả những cái mà chút nữa mình sẽ thử độ sắc bén của con dao này nha các bạn. Đó, rất là bén luôn. Và ở đây mình có là bánh snack nè, mình có dưa hấu nha, rồi một bịch bánh bánh này là bánh bánh bắp với bánh gì đó mình không biết, nói chung rồi à. Đó, còn ở đây là chuối, còn ở đây là táo đó, và mình có một chú thỏ đó, và một hộp sữa và một thêm bắp cải. Thì mình sẽ xem độ sắc bén của con dao này sẽ như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chém đầu tiên trước, đó chính là cây chuối này, xem độ sắc bén của nó sẽ như thế nào nha các bạn. Một quá. Tiếp theo mình sẽ đến với trái bắp cải này, xem trái bắp cải này sẽ như thế nào nha các bạn. Thôi, ông chém xuống cái ông dừng cái nha. Ông chém xuống, ông đừng có chém luôn, ông chém dừng. Không, ông chém luôn, chém luôn. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Đứt ra làm đôi luôn các bạn ơi. Các bạn thấy như thế nào về sự là hài của con dao của Chef The Killer? Đúng bén luôn đúng không các bạn? Rất là bén luôn á, đậu xanh một phát một thôi là đi luôn. Đấy. Bắp cải các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bịch bánh snack này. Xem coi nè, sự chịu đựng của bịch bánh snack sẽ như thế nào nha các bạn. Không bể. Quá bể cái là nó nổ luôn không? Nó nổ chứ không phải nó bể. Nó nổ. Nó hơi ở trong nó nổ chứ nó không bể các bạn ơi. Đây các bạn ơi, và tiếp theo mình sẽ đến với trái trái táo. Đây, xem coi là sự chịu đựng của trái táo với con dao của Chef The Killer sẽ như thế nào nha. Hộp ơi, hộp ơi.
Ôi, rồi cạch cảnh nè, cạch cảnh nè. Cạnh dữ vậy. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Để tôi ra tôi hù với đứa nhỏ đây. Kỳ quá. Và tiếp theo mình sẽ đến thử với hộp hộp này là hộp bắp bắp chiên rất là ngon đấy. Ok, xem coi sức mạnh của con dao sẽ như thế nào các bạn. Không rách được các bạn ơi, tại vì cái này nó giòn quá. Nó giòn quá bạn ơi, nó chỉ rách theo hướng đường thẳng được thôi, chứ thằng ngang rất là khó luôn á. Thằng ngang á mình đó, thằng ngang thả rồi, thà giả sử nó có cái đường bén này thì may ra nó mới rách được. Và tiếp theo sẽ là chú thỏ con. Đây, chú thỏ con của chúng ta. Cưng, cưng. Xem qua là sự chịu đựng của chú thỏ con sẽ như thế nào nha các bạn. Quay đầu luôn rồi. Nát bét luôn rồi các bạn ơi. Ở trong đây nó có một cái motor nè. Đó. Cái motor bé xíu xíu à. Ở trong đây nó có cái gì nữa là không biết. Ok, chú thỏ con của chúng ta đã bị con dao của chef The Killer tử hình rồi các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hộp sữa Milo. Ồ, hộp sữa Milo này tôi sợ nó chảy đây, nó dơ nè. Thôi các bạn ơi, thật ra hộp sữa Milo này mình sợ nó dơ cho nên nè, mình tha cho cái hộp sữa Milo này đi. Và cái cuối cùng đó chính là trái dưa hấu. Trái dưa hấu chính là một cái trái mà to nhất từ nãy đến giờ luôn. Và trái này rất là đã. Mình không biết là sức mạnh của nó có thể hả phá nét, phá đứt đôi được trái dưa hấu này hay không. Ok. Rồi, mình tin tưởng vô con dao của Chef The Killer sẽ làm được điều đó. Tại vì con dao này rất là mạnh, hiểu không? Có thể chém hả kiểu như là họ bay đầu luôn á. Rồi, ok. Đâm trước đi. Đâm hả? Ừ, đâm thử đồ chọt. Đâm vậy hả? Ừ, một là đâm. Đâm từ trên xuống. Bây giờ mình sẽ thử đâm từ trên xuống coi là xem sức mạnh của con dao này sẽ như thế nào nha các bạn. Hụt. Không, nó không hụt đâu, nó chỉ có vậy thôi. Ôi, bén vãi. À, lại. Bén vãi. Rất là bén luôn các bạn, thấy không? Đâm một phát một là xuống dưới hạnh dưới luôn. Rồi lại luôn nè. Rồi chém đi. Giờ chém nha các bạn. Wow, cực bén. Đấy, bén cực kỳ luôn. Đấy, bầm 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 luôn đó các bạn. Đó. Yeah, bén chưa? Trời ơi. Ok, chém ngọt sớt luôn các bạn ơi, rất là bén luôn. Đó, và rất là ngon, thì ra được những miếng rất là ngon luôn. Còn một thí nghiệm cuối cùng, đó chính là thí nghiệm chặt đầu mập mon. Có luôn hả? Có luôn, mập mon sẽ vô thử nghiệm xem coi là con dao này khi mà tiếp cận với sát lực của người thì sẽ như thế nào nha các bạn. Sau đây mình sẽ dùng thử sát lực của con dao này với đầu của mập mon thì sẽ như thế nào nha các bạn. Mình sẽ dùng hết sức nha. Ê ông giả bộ ông A nữa nha bao. À, chết rồi, trời bắn quá, bắn rồi, con chết rồi, bắn rồi, bắn. Mình đỡ hết bạn, không có gì á. Có. Mọi dính máu không? Và cảm ơn các bạn đã nhiều xem qua video này. Nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình nha. Và con dao của Chef The Killer này thực sự rất là bén. Mình vừa sử dụng qua rất là nhiều thử loại nhưng mà đều họ banh sát với cái con dao này. Nếu mà con dao này mà mang đi mình chỉ làm cho vui nha các bạn ơi. Cho nên là các bạn đừng có
sự đừng có đụng vô những cái đồ bén này nha, nhất là các bạn mà dưới 16 tuổi á, rất là nguy hiểm. Khi mà các bạn cầm con dao này, mình cầm mình cũng rất là nguy hiểm. Và cảm ơn bạn rất là nhiều, hãy nhớ là ủng hộ shop Liên Quân và may9k.com giúp mình nha. Mình có để ở dưới phần mô tả cho các bạn nào muốn cần vô mua ạc Liên Quân á. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.